chúng ta cùng gặp lại thí sinh mang số báo danh 01, Lê Thanh Bước. Bạn cao 1m81, cân nặng 75kg, với các số đo 3 vòng 99, 80, 100. Sở thích của bạn là thể thao và điện ảnh. Tiếp theo là thí sinh Thái Đình Dương. Số báo danh 02, với chiều cao 1m78, cân nặng 70kg, có đo vòng 1.92, vòng 2.75 và vòng 3.98. Sở thích thể thao, du lịch và nghệ thuật. Thí sinh Ngô Thị Mỹ Hạnh, số báo danh 03, cao 1m63, cân nặng 48kg, với các số đo 76, 60 và 84. Sở thích của bạn là du lịch và nghệ thuật. Là thí sinh Trần Ngọc Hậu, số báo danh 04, cao 1m84, cân nặng 77kg, số đo 3 vòng 98, 81 và 100, sở thích điện ảnh. Thí sinh Đinh Mạnh Phúc, số báo danh 05, cao 1m78, cân nặng 71kg, với các số đo 90, 73, 98, sở thích của bạn là bóng đá và nghệ thuật. Cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 06, Trần Thụy Lan Phương. Chiều cao 1m57, cân nặng 45kg, số đo 3 vòng 73, 62, 85, sở thích du lịch, đọc sách và diễn xuất. Thí sinh Đoàn Thanh Phượng, số báo danh 07, cao 1m65, cân nặng 50kg, với các số đo 77, 62, 91, sở thích của bạn là âm nhạc, nghệ thuật và du lịch. Thí sinh Nguyễn Linh Trang, số báo danh 08, cao 1m63, cân nặng 53kg, số đo 3 vòng 78, 63 và 90, sở thích du lịch, thể thao và mua sắm. Thí sinh Trương Quốc Trần, số báo danh 09, cao 1m79, cân nặng 68kg, với các số đo 100, 70 và 100. Sở thích của bạn là ca hát và điện ảnh. Thí sinh Nguyễn Văn Thuận, số báo danh 10, chiều cao 1m91, cân nặng 78kg, số đo 3 vòng 97, 80, 102, sở thích hát, hội họa, diễn xuất và các hoạt động nhân đạo xã hội. Thí sinh đã từng đoạt giải ngôi sao thời trang tuổi teen 2010 và giải nhì thanh niên thanh lịch. Chúng ta cùng nhìn ngắm lại gương mặt của 10 thí sinh trong phần thi trang phục tự chọn. Quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho cả 10 thí sinh của đêm nay.